chào quý cô chú anh chị và các bạn xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì dược của em Nhi ha có lên giao lưu với cô chú anh chị mình một số cái mai giống, mai ghép giống xuông mình đợi là giống như ý bằng dùng của em Nhi ha. Cho cô chú anh chị nào mình muốn sưu tầm lấy giống ha, hoặc là mình cho Tết 2025 cũng đều rất ok ha. Thì mong cô chú anh chị mình xem được cái nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho dùng của em Nhi nha. Rồi không mất thời gian nữa ha, mời cô chú anh chị mình gặp em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào Nhi ha. Dạ, em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay đã đầy kênh em xin cho cô chú anh chị lô mai giống nha. Cảm ơn cô chú anh chị xin một cây đồng hỏi mà. Cho clip hôm nay mã số 21N là một cây xung bình lợi nha. Cái này thì khá là to nha cô chú anh chị, quá trời to luôn. Rồi. Rất thoải mái. Còn 17. Cao 56, tới ngang được 78. Cái này cô chú anh chị gần xa mình giá. Cái này là 450 ngàn thôi nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 22 là một cây dẻo như ý nha. Rồi, cái này không có nhiều nha cô chú anh chị. Quanh được 16. Ghép được 3 bo ha. Cao 62, có ngang được 60. Cái này đây cô chú anh chị gần xa mình cho 450 thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. 23 nào cái số bông bình lợi nha. Rồi. Quanh 17. Có củ đế mà có tàn nha cô chú anh chị. 46, có ngang được 46. Cái này cũng khá là đẹp, để cô chú anh chị gần xa mình giá 400 ngàn thôi nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 24N, cây số 4 mình lợi nha. Rồi, cái tàn khủng khiếp luôn cô chú anh chị ha. Quanh 15, cao 58. Cái ngang được 65, cái này đeo cô chú anh chị gần xa mình giá 550. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 25N. Một cây siêu bình lợi nha. Rồi. Cái này có tàn luôn cô chú anh chị ha. Bo già lấy bo liền ok nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn em ha. Quanh 16. Cao 55, cái ngang được 65. Cái này để cô chú anh chị gần xa mình giá 450 nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 26N nha, một cây siêu bình lợi nữa. Quanh được 15 nè cô chú anh chị. Nó cũ luôn cô chú anh chị ha. Cao 49, tới ngang được 56 luôn cô chú anh chị ơi. Cái này khá là đẹp, em để cô chú anh chị gần xa mình giá này là 550 ngàn nha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 27N, cây siêu bình lợi nữa nha. Rồi. Cái này có cũ luôn cô chú anh chị ha. Quanh 19. Rồi. Cao 51, tới ngang được 58. Cái này để cô chú anh chị gần xa mình giá 450. Rồi, cây okay. Rồi tiếp theo cây mã số 28N, cây dẻo như ý nha. Quanh được 15. Cái này có được 3 bo lớn ha. Cao 50, có ngang được 58. Cái này khá là to, để cô chú anh chị gần xa mình giá 550. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 29N nha, cây số bông bình lợi nữa. Quanh 16. Cao 49, có ngang được 51. Cái này để cô chú anh chị gần xa mình giá 350 nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 30N, cây số 4 bình lợi nha. Rồi, mình cũ quá trời luôn cô chú anh chị ha. Quanh 19. Rồi. Cao 52, tới ngang 65. Cây này khá là to, đế đẹp nữa đấy cô chú anh chị, sao mình giá 550 và cũng là cây của clip của em nha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua, cũng rất mong cô chú anh chị thêm kênh ông không nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ.